Cái con vừa khoan vừa đục này có 3 chức năng đấy anh em nhá. Có 3 chức năng đấy chứ không phải là 2 chức năng đâu. Đây là chức năng khoan bê tông này. Còn bên phải này là chức năng phá bê tông. Chức năng còn lại thì nó lại nằm ở đây anh em nhá. Đấy, nó nằm ở đây này. Và bây giờ thì tôi sẽ khoan xem là con này nó 3 chức năng như thế nào để anh em cùng xem lựa chọn và nó phù hợp như thế nào với cả đối tượng nghề nghiệp nhá. Bây giờ tôi sẽ cắm cái mũi khoan này vào. Nó sẽ có hai lớp. Một nấc thì cắm sâu xuống và một nấc thì cắm ở bên trên thôi. Đây anh em, tôi sẽ cắm vào nha. Anh em sẽ thấy đây. Một nấc nó sẽ là nông này. Đây, đây là nấc nông nhá. Và khi chúng ta khoan nó sẽ êm này. Đấy. Như anh em thấy rằng là cái này thì nó không có búa. Cái này thì áp dụng cho anh em nào mà khoan qua nớp gạch men. Và bây giờ tôi sẽ đấm sâu nó xuống. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thấy nó sẽ có búa nhá. Đấy. Đấy, có búa luôn. Và còn một nấc nữa, đó là nấc đục này. Đây là nó chỉ đục không thôi, đó. Đấy. Đấy anh em thấy không? Con này nó có 3 chức năng nhá. Thông thường thì anh em không tận dụng được nó đâu. Nhưng cái này ấy, nó cũng có một cái điểm dở. Đó là anh em nào không biết ấy thì cứ bảo sao lại không khoan được, sao lại không đục được. Nó là ở đây anh em nhá. Lý do ở đây nhá. Và cái con máy khoan này thì tôi cũng bán thanh lý luôn anh em nhá. Hiện tại tôi đang bán với giá là 1.650.000. Nhưng tôi đã làm xước nó hết rồi. Tôi vừa thử thôi. Tôi sẽ bán xuống còn 1.250.000 cho anh em. Thì anh em nào có cần thì alo tôi. Duy nhất một con thôi nhá, chỉ một con này thôi nhá. Bảo hành 6 tháng cho anh em nhá. Bảo hành đầy đủ.